Thưa quý vị khán giả nhé, buổi chiều hôm nay anh em sẽ làm về món cá gỏi nhé. Đây là anh em đang kéo cá nhé. Ờ, thoải mái. Ôi, chấm to nhỉ? Con chuối bé bạn để cho nó ra ngoài. Ui, chấm cái kia phải tầm 5 cân nhỉ? Còn đến 5 cân đấy. Ôi, tám anh tám chắc bị ấy rồi. Đâu? Lăn. À đây là lăn đây à? Ồ, con đấy to đấy nhỉ. Đấy, cho bắt hết rồi. Bắt bạn này nhá. Ừ, thế. Đấy, ra đi bảo ơi. Lấy, phi thì lấy gì vừa mua về rau phi đem về mà ăn với con như đấy con kia con gì đấy anh vẫn nhèo nữa à? À con kia vẫn lăng à? À con này chắc phải tầm 5-7 cân đấy nhỉ, con nhèo này to à? To đấy. Thôi bắt mẻ mấy con, khoảng mấy con? 3 con đấy. Đông không? Hả? Đông không? Thôi thế này được con ơi. Không rồi. Này, ba con nhá. Ừ, có ba con này. Cái này là cái trứng thả đó. Trứng thả đó. Nhau thả ra thôi. Thì vừa thả vòng ba ngón tay nhỉ. Ba, đã to thế. Đây chúng ta đâu. Đây. Để cho nó lớn nó đẻ. Đây. Cho vào đi. Đẻ. Còn trôi không? Thử thử cầm con la nhéo lên nào anh. Nhéo nó cắn này. Ý, bỏ lên đây được. Nhéo cắn rồi. Đưa vào đây. Tỏ đấy. Con này khoảng tầm 5 cân. Được không? Được đấy nhỉ. Thôi thả nó. Ăn con cá này chưa nhớt lắm ngoan. Làm gỏi ăn thử con đấy nào. Nhớt. Con đấy chỉ có sầu lăn. Đưa con đấy xem à. Không bê được đâu cậu ạ. Trơn lắm. Trơn. Cầm mà mang này. Đúng rồi. Gõ đầu cũng được. Bộ mang. Nó có hai mang. Nó chơi tay rửa lắm. Bóc sạch. Lấy mấy con đôi phi cho. Con đẹp đấy đó. Tôm không có nhỉ. Tôm có nhiều cả bằng. Ui, yên cả. Quá nhiều. Đây giờ anh em bắt đầu đem về để chế biến buổi chiều hôm nay nhé. Hôm nay là món cá gỏi nhé. Cá mè làm gỏi theo phong cách dân dã nhé. Sao nó lại dừng? Đây buổi chiều anh em làm kéo lưới về đánh được ít cá này nhé. Chiều nay anh em sẽ làm về món cá mè làm gỏi đây. Cá rốc phi này hơn cân con đấy nhá. Hơn cân. Trôi cổ tay. Đấy. Cá mè này phải 2 cân con. Hơi to. Món gỏi cá này anh em làm rất kỳ công nhá. Hay làm xong rồi lọc lấy thịt chỗ phần ngon nhất của con cá này. Không biết có giấy chưa? Là lốt rồi đấy, là mơ, là ổi, có giấy các anh ơi, hay rẻ đấy, rẻ vẫn có. Cút ơi, cút hả? Mình
đây đây nghĩa là đấy nhỉ, 400.000 một cái này với một cái bé, một cái bơ cái 20 phải không? Ừ, 50. Yến bây giờ chưa chắc nó của mình mà tao tao còn chi phí gỗ nhập khẩu ấy. Nhà nặng như Yến lên diệt cửa nhằng thêm ấy. Thì đây nó mấy lại nó có giấy phép kinh doanh nó đẩy giá lên mẹ. Đây là chanh. Đây hỏi theo phong cách của anh em dân dã nhé, ở nông thôn ạ, chứ không phải quả bắt chiếc của ai nhé. Đây là theo kinh nghiệm. Đây xem, nóng không đấy còn? Chắc cũng có đổ mồ hôi. Lấy ra được đọc này. Nấu cái đấy nhỉ? Nấu mẻ hoặc nấu mùng. Lọc cái xương chưa? Xương nào gì? Xương to. To là của. Cho hái nó thêm rồi. Đây. Ở đây hái đúng không núi. Đúng rồi, cá bé ăn cái xương. Để tất. Bây giờ anh em bắt đầu cho vào lau nó khô nhá. Cái này xong là cho vào giấy để quấn cho nó làm khô nhá. Cái này là đầu tiên là anh em sơ chế cho qua rẻ lau nó khô. Xong sẽ giấy trắng để quấn. Cái này món này làm hơi lâu, kỳ công. Ấy, úp nó xuống. Úp cái kia nó xuống. Đây giờ anh em quấn cái giấy sạch nha, để làm nó khô. Cái này phải quấn đi quấn lại rất nhiều lần nhá. Đây là gia vị để ăn món gỏi nhé. Thì nó rất nhiều loại gia vị, tía tô đâu thơm, rau linh năng, thơm gai, mùi gai đấy, rau dấp cá, lá sung, rồi anh em đang đi lấy và lá ổi, lá lốt, rất nhiều các loại gia vị nha ở trong này, kinh giới. Đây là món riềng anh em đang làm nhé, riềng riềng của nhà nhé,
Này là ăn gỏi cá thì không thể thiếu được cái món rau này nhá. Đó là rau lá dổi nước. À. Rau ngổ chưa? Đây cái xương cá thì anh em băm viên nhỏ đấy, cho vào xào giấm mẻ nhé để cho mới đi để cái này làm cốt đấy, để ăn gỏi đấy. Trên cho cái xương kia vào luôn cả. Tất cả xương đấy. Đấy, đúng không? Kẹp cái rau. Rồi thoải mái. Kẹp cái rau này, vài lát đậu. Đây là món riềng để anh em cho vào kẹp mấy rau thơm với cá nha. Cái này thái lát còn riềng tí nữa anh em giã tiếp. Gia vị đặc biệt là cái món thủ nhá, đầu ấy anh em cho vào nấu với cái mùng giấm mà nấu với mùng nữa. Đây máy máy xay đây. Này đủ các loại gia vị, đây lá ngổ. Cái này là cái mùng nhá, anh em cho vào nấu với cái đầu cá nhá và cái da cá đấy, trứng cá. Này có mùng trắng và mùng tím nhá. Này ăn canh giấm thì chấm hết rồi. Ngọt. Đây, anh em nấu có bằng này đâu, đến 5 cân cá nữa. Mình có ăn hết đâu. Khô chưa? Không, vì khô là để trộn thôi. Đấy, giang khô để trộn đây. Ai ra ăn khô đâu đây. Em không chịu làm, không phải ra khô. Lên đào thì anh ấy cả răng khô mà cả bài chơi ướt cũng được. Thế là tươi là để ấy, tươi là để ngâm cái này xong bắt đầu bỏ hết cái riềng tươi đi. Xong bắt đầu lấy cái riềng khô là mình mới cho. Thế là cái riềng rang với xương á, trộn. Nhiều vẫn là vẫy riềng tươi cho vào. Nhưng mà cái này phải là phải kéo lên nước riềng đấy nhá. Băm càng nhỏ thì nữa ăn anh em mình ăn càng thêm càng ngon. Cái này giờ anh em đã băm xong nhá, giờ anh em cho vào chảo để rang vàng lên nhá. Ngon rồi, nhìn này ngon lắm rồi. Nó ngon rồi đấy. Bây giờ anh em bắt đầu rang cái nhân cá băm viên này nhé, để tí nữa anh em cho vào miếng giấm này để làm nhân cái riềng này. Anh em cho vào quấn nhân với ăn gỏi này. Đấy, này đánh cái canh được cái băm nhuyễn này, đầu bếp này băm nhuyễn được chưa anh? Các chú ăn rồi chín. Thank you.
Đây là món cá bằm viên đã rang chín nhé. Đấy, sao nó vàng thì cái này là anh em riềng dã nhé, dã xong anh em lấy cái nước để cho vào làm nước lọc gia vị. Đắng lắm con đấy, giờ đắng lắm chát, con đấy chát lắm thôi nhỉ. Cái ra vẫn được nhưng mà thôi thì này là cái món cá gọi nhé, anh em làm khô xong nhé. Giờ anh em vừa thấy xong là thái luôn này. Đây là mẹ anh em làm gỏi cá mè nhá. Buổi chiều hôm nay làm có 3 con thôi. Đây rồi, luôn tao ít rồi đấy đây. Nhưng bóc rồi. Đi trộn. Làm gỏi này phải đông người mới làm ấy, mấy người một chân một tay. Mình bảo có đảm bảo nó bảo nó thật. Không trộn luôn. Này là anh em trộn với cái riềng nhá, riềng đã giã đây. Đấy. Đây đã mất hết cái đây, cái thớt vừa băm đấy đây. Này có cho gia vị gì vào được thêm trước không? Ok. Này có cho gia vị gì xả thế cho có chứ. Cho xả. Bà đã đi lấy xả mà chứ thấy về sang hai ruộng. Xả dưới nhà có. Cái bà xuống dưới nhà mà chả thấy. Cho ăn về tắm đéo nhá. Chả sau thì cái kia mày có cho ấy chưa cho gia vị gì đâu, mới sao chín đấy đâu, tí nữa cho ít gia vị vào trong đấy nó còn giấm mẻ nữa cơ mà phải không? Cái kia rang lên trong trộn vào đây nữa này. Nếu à đây cứ xem bỏ cái rồi yếu ra gì lấy à, xong mới cho cái xong bắt đầu trộn đấy cái này là rang nhiều quá không để lại ít rang đi cho vào ấy cho vào giấm chấm mình chấm nước rồi. Ai giấm thì giấm, ai ăn cái nào thì ăn. Cái súp được nhiều. Rang thì cho vào. Thực tế thằng Minh rang để chấm. Chấm đi chua, chấm đi cho tí vào đây. Cho lại thì nó rời ra hết. Tí có rang cả tiền. Nắn nạ. Hả? Ớt. Ớt tươi. Cái này là anh em có hạt tiêu nhá. Đang xay hạt tiêu. Cái này anh em cho ớt này. Hạt tiêu này. Cho vào để nó ỏm cái gia vị rồi ngấm cái gia vị. Này là anh em tự chế nhá. Không theo phong cách nào hết mà đây anh em tự làm theo kiểu dân dã đây. Ớt răm, ớt này cay, siêu cay. Để là quá được, ông nào vớ được, may mắn. Tí nữa còn chế nữa, nó chính. Đây, đảo.
Cái này là món cá anh em nấu với mùng nha, nấu giấm. Cho con cá trôi về chị ăn đi, chị mình ăn. Cái này anh em rán qua nha, để cho nó đậm đà gia vị. Thì nó về hái lá mơ sau về nào trở về anh em về tắm này. Thế em nhìn thấy à? Đầu cá nấu mấy cây mùng nha, giấm mẻ. Cá lúc nào ăn cho vào chứ hay cho luôn? Cho luôn đi chứ. À thế à? Mình xào kỹ, nấu kỹ này, xào kỹ này nó thôn nấu được ăn. À. Hay cho vào cho nó ngọt. Đây là một nồi cá nha. Này anh em cho bắt đầu cho nước vào. Om. Này anh em rửa các loại rau thơm nha. Cái này thì cũng có lá lốt này, cá rau răm này, tía tô này, rồi lá hạt dổi này, đây là giá dổi nước, đủ các loại rau thơm. Nó mưa nhiều quá nó. Này anh em cho cả sả nha. Là sung kia rồi. Bây giờ thiếu mỗi lá mơ lá ổi. Lá ổi đầy lá ổi. Đây ớt để thấy. Lá ổi đầy lá ổi to. Lá ổi to to hơn lá sung lên được kia. Cái này là nhân cá băm viên nhé, anh em cho vào trong cái món gỏi trộn này nhé. Cái này có cả viên á vàng, sao vàng nhé. Bắt đầu anh em trộn đều gia vị lên cho nó ngấm. Xong món gỏi. Giờ anh em đầu chế gia vị để làm. Đây là ba con cá mè nha. Anh em ba con cá mè này anh em làm được một mâm gỏi cá. Cái này là giấm chuối tiêu xanh nhé. Cái này có sả, ớt và riềng mẻ, riềng với cá đấy. Anh em cho vào để xào lên trưng lên nhé. Cái này trưng lên để chấm cá gỏi. Cái này thì ăn theo kiểu gần như là Bắc Giang. Cái này phải cho gia vị nhé, mắm muối mì chính nhé. Cái này anh em cho thêm ít đường nhé, ăn theo phong cách miền Nam nhé. Chua ngọt, chua cay và ngọt. Cái này là nhân cá băm viên đã xào rồi, riềng cũng đã xào rồi. Thơm nước mũi.
Đây, anh em đã chế hoàn thiện các gia vị để cho vào món gỏi cá buổi tối nay, buổi chiều hôm nay. Đây là nước riềng. Thưa quý vị khán giả nhé, giờ anh em bắt đầu triển khai cái món gỏi cá buổi trưa chiều hôm nay nhé. Anh em làm gỏi cá mè nhé. Hiện tại giờ anh em bắt đầu cho lên đĩa để ngồi giao lưu buổi chiều hôm nay nhé. Đấy, đây còn cái món lá nhội nhé. Đủ các loại lá rau thơm nhé. Hôm nay anh em làm đủ các loại. Tía tô, lá dấp, rau răm. Đây. Đây cả lá ấy. Lá quả sấu, lá sung, lá linh năng. Ui, rất nhiều loại rau thơm hôm nay. Đầy đủ ạ. Đấy, xả tươi. Lá ổi, lá mơ. Ây da. Đó. Ăn cả ăn rau thơm gai. Bình tĩnh. Rượu trắng. Có cả rượu trắng. Riềng sẵn thái lát. Đây là món nước riềng nhé. Còn đây là món nước cốt chanh. Anh em ăn loại nào thì dùng loại đấy nhé. Còn cái loại kia là chuối tiêu xanh nhé. Đấy. Riềng thái lát. Rất đủ các món. Đây là cá thủ cá bạch thủ. Đây là cá nấu canh mổ, nấu canh mùng. Còn đây là rượu trắng nếp cái hoa vàng. Còn đây là món chấm đặc biệt nha, giấm và cút cá để chấm mắm gỏi. Cái này là cho trực tiếp lá để chấm nha. Ơ lấy cuốn này xuống lấy thêm ít thì à? Chưa làm gì? Để xúc cái này cho quấn chứ. Ôi quấn dúng tay vào được đấy cậu ạ. Kiền này chế được đấy. Đủ gia vị. Chế luôn, chiến luôn. Còn bóp đi. Chủ hết cho gửi cho nó đi ao. Đủ cốc chưa? Đủ cốc chưa? Đủ đấy. Đủ cốc. Này, còn 3 người đó. Kiên này mới ai nữa. Đấy. Đấy. Kiên này ai nữa mà. Thẳng đúng món này. Đấy. Chung rồi kia rồi gì đấy? Một khẩu dao này không mới mới đấy gì. À lại cho tất vào đấy luôn à? Một cái nồi nước thế à? Bát nước. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy. Thôi. Này. Mới đây một quay. À chưa đủ. Này này này. Cái chuối to đấy. Để ở bên dưới. Đấy, món gỏi à quên vừa nãy chưa cho cái món chuối vào nữa. Chuối mới ít riềng vào nữa. Bát này. Đây để đỉnh nhỉ. Mày xếp hết ra rổ bảo mình lấy mấy đợi xe nó bắn bắn. Đây lấy chổi này. Đây có rồi. Đây chiều nay anh em làm về món cá gỏi cá mè nhé. Thêm sang không? Vâng vâng cháu tắm để cháu sang. Anh em ngồi rồi đấy. Để xong, lấy xấu, lấy gì đó. Cá đẹp. Thêm lấy đủ á. Đây hôm nay là ăn gỏi kiểu này. Công nhận thơm thật, không có một mùi nào tanh nữa hôm nay ấy. Làm này đông người anh em làm đủ gia vị. Không phải đủ gia vị, bọn anh vẫn làm kiểu này chứ. Là tóm lại là do người chỉ huy. Hai giờ chỉ huy nhau đi kéo cá gỏi á. Không biết lại cái ao này là để nó sạch con cá không tanh. Không, nó bây giờ tanh. Không chua đâu, chấm này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông Kiên Trương Viên không cho vào đây à? Đây, có cái này có đấy nửa, có một nửa Trương Viên vào đây và nửa vào đây. Riềng ra, riềng ra rồi nha. Riềng rang khô rồi nha. Mấy người có một cái người thích khác nhau rồi. Cái này ăn nó kiểu khác, cái này ăn này nước chấm này khác. Đang nói là như làm này được không? Được anh ạ. Cá biển nha. Làm cá này không phổ đâu. Cá biển nó ngọt anh ạ. Không thấy đâu, cái cú vừa đấy đâu rồi. Không như mày ngon rồi. Đó, anh vừa thấy các bạn. Đủ rau thơm không ạ? Mười mấy loại rau thơm đây là gì nữa?
Thế dạ mẹ dịch thì TikTok mới chứ không săn được bì giấy được nào. Thế này thì anh em có cả món gỏi để cả nước đây nha. Đấy, đây là nước riềng và nước chanh, cốt chanh. Hôm lấy rơm, chắc là sang đấy lấy rơm, xong là tối là lãng rồi. Sao lắm mũi thế nhỉ? Lúc là thấy phới đi thôi mà. Chưa. Xin mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Hôm nay em sẽ tạm dừng video đây. Hôm nay anh em làm về món gỏi cá mè. Cũng xin mời toàn thể quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em làm món gỏi cá nhé. Em xin phép tạm dừng video đây. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của em trong kênh ẩm thực Tuyên Quang. Ờ thì bây giờ có một cá bên ngoài đã thả đâu, nhưng mà chắc là em thả cái ao đấy. Mà cái gì đây cho nó sáng rồi đấy. Làm cái bên ngoài bà mặt bằng nào câu.